Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cây Công Nghệ, mình là Mika đây. Bây giờ nếu như mà các bạn có tầm tiền khoảng là từ 8 cho đến 9 triệu thì đâu sẽ là chiếc máy mà các bạn lựa chọn thuộc phân khúc giá chính hãng các bạn nhé. Đó, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ đưa ra một cái sự lựa chọn mà mình thấy nó xứng đáng nhất trong cái tầm giá này. Và thật sự rằng là đây là cái chiếc máy mà mình đã thích ngay từ đầu tiên nó ra mắt rồi. Ngay từ đầu tiên nó ra mắt là cái mức giá, kể cả là xét với mặt bằng chung là nó hơi cao đó, nhưng mà bây giờ là mức giá nó đã lui về một cách nó hợp lý hơn. Đó, thì mình sẽ đề xuất với các bạn về cái chiếc máy này. Đó chính là cái chiếc Mi 11 Lite 5G. Chiếc máy này hiện tại nó sẽ có mức giá dao động tầm khoảng là 8 triệu rưỡi, nằm trong khung giá từ 8 đến 9 triệu đồng. Và đây là cái chiếc máy mà mình đánh giá nó sẽ cho ra một cái trải nghiệm hoàn hảo nhất, phân khúc quá toàn diện luôn các bạn ạ. Rồi, thông tin chi tiết nó như thế nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào luôn các bạn nhé. Mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện, cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng, duy nhất tại điện thoại hay.vn. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái phần màn hình của con này. Màn hình của con này là một trong những cái màn hình mà mình đánh giá nó rất là đẹp, về kể cả là viền cũng như là về chất lượng hiển thị. Mình xin nhắc lại một lần nữa là nó bóng đều, nên là khi nhìn vào một phát là thấy yêu ngay được luôn các bạn à. Trời ơi, cái màn hình nó đẹp thật sự. Đó, với một cái màn hình có thể hiển thị lên tới là 1 tỷ màu. Tất nhiên cái tần số quét của nó chỉ dừng lại là khoảng 90Hz thôi, nhưng ít ra với một thiết bị được định giá là thuộc cái phân khúc cận cao cấp như thế này, thuộc dòng Mi mà. Đó, nhưng mà Xiaomi vẫn cho nó một cái giá trị thực dụng nằm trong cái phân khúc giá như thế. So với lại cái chiếc Oppo Reno 6Z thì chúng ta có thể thấy được cái sự khác biệt hoàn toàn luôn. Màn hình của chiếc máy này nó là đỉnh của chóp các bạn à. Độ sáng cũng lên tới là 800 nits, tấm nền là AMOLED các thứ. Đó, màu sắc thì hiển thị được 1 tỷ màu. Và nếu mà so với lại cái màn hình trên cái chiếc Redmi K40 nhá, thì cái màu sắc của con này nó sẽ tươi hơn và nó sẽ không bị gai như là trên cái chiếc Redmi K40 đâu các bạn à. Đó, cái chiếc Poco F3 cũng nằm trong cái phân khúc như thế này. Đó, khoảng 8 triệu rưỡi thì con này nó sẽ hơn về cái mặt chất lượng hiển thị. Đấy. Điểm tiếp theo đó chính là về phần thiết kế. Đáng lẽ ra mình phải nói thiết kế là ngay từ đầu cơ, nhưng mà thôi, để chuyển sang cái phần thứ hai nói cũng được. Đó chính là cái form nó là cái form đối xứng. À, cái form hai mặt trước sau đều là phẳng. Thì nhìn chung tổng thể nó cho ra một cái thiết kế cực kỳ sang trọng và trường. Đây là cái form thiết kế mà mình rất thích, mình đã nói rất nhiều trong video trước đây rồi. Đó, nên là wow, nhìn phát là ưng ngay được luôn. Màn hình hai mặt trước sau đều là kính và mặt lưng là kính nhám mờ. Tất nhiên là về cái vấn đề hạn chế dấu vân tay nó cũng không hẳn là gọi là quá triệt để, nhưng mà nhìn chung thì với cái dạng kính mờ như thế này nó là xu hướng ở thời điểm hiện tại và dành cho những chiếc máy flagship. Đó, chất liệu thì không có gì phải bàn rồi các bạn nhé. Gorilla Glass 6 luôn. Kích thước màn hình thì cũng là 6.55 inch. Đó. Còn về phần cấu hình thì chiếc máy này nó sẽ có cho chúng ta là một con chip Snapdragon 780G. Đây là con chip 5 nanomet thứ hai của Qualcomm. Đó, Snapdragon 870 cũng không có các bạn nhé. 870 nó chỉ là 7 nanomet thôi. Tại vì là nó sử dụng cái tiến trình, cái form, cái góc của Snapdragon 865 Plus. Đó, còn chỉ có 780 cũng như là 888 là mới có cái tiến trình là 5 nanomet thôi. Với công nghệ như thế này, chúng ta có thể thấy được rằng là ok, đồng nghĩa với việc là Snapdragon 888 nó nóng, cho nên thành ra cái khả năng mà tiêu thụ điện năng của nó không hiệu quả. Tại vì nó nóng mà, nó sẽ khiến cho biên tục nhanh hơn. Tuy nhiên thì với cái tiến trình 5 nanomet trên cái con chip Snapdragon 870 này, nó là một con chip cực kỳ lành. Hiệu năng của nó tương đương với lại Snapdragon 855. Đó, dành cho những người nào quan tâm thì nó cho ra một cái trải nghiệm hoàn toàn là rất là ngon. Mặc dù là viên pin của nó chỉ là 4200 thôi, nhét trong một cái thiết kế mỏng nhẹ như thế này, tán nhiệt thì cũng không gọi là có trong này, nhưng mà nhìn chung là khi mà trải nghiệm ấy, nhiệt độ cũng như là cái mức hiệu năng nó cho ra là cực kỳ cân bằng và rất là mượt mà. Còn một điểm nữa về mặt thiết kế đó chính là về cái phần trọng lượng của nó cũng rất nhẹ, chỉ tầm khoảng là 150 mấy gram, 156 gram nếu như mình nhớ không nhầm. Cầm trên tay là thấy ngay được cái sự nhẹ của nó luôn. Đấy, thì nhìn chung là cái form tổng thể của con này, viền mỏng cái thứ nữa thì nó sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm rất tốt về cầm nắm, hiển thị, và cộng với cái việc hiệu năng cũng cực kỳ tốt trong tầm giá chính hãng nữa thì gọi là best tiền là nhẹ, không có gì phải bàn. Đó, bây giờ là kể cả là PUBG Mobile này, Liên Minh Điện Thoại Tốc Chiến, Liên Quân thì đều chơi marketing hoàn toàn mượt mà, và kể cả là Call of Duty cái thứ này kia nữa, RAM ROM thì cũng là 8128 hết cả, cực kỳ thoải mái như là Oppo luôn. Rồi là còn về cái phần camera, camera cũng là một điểm mình rất ấn tượng của con này. Tất nhiên là so với lại mặt bằng chung ấy thì nó có vẻ như là cũng không phải là tốt nhất, nhưng mà khi mình nhìn với cái quan điểm cá nhân của mình thì camera của nó đã làm rất tốt. Và nếu so với lại cái đối thủ mà gọi là sừng sỏ nhất trong phân khúc giá này là Poco F3 đi, đó thì chắc chắn là con này đập chết cái chiếc Poco F3, chắc chắn luôn. Camera của con này màu sắc nó tươi hơn, và khi mà chúng ta chạm lấy nét vào chủ thể thì nó cũng sẽ không bị tối như là trên cái chiếc Poco F3.
màu sắc rất là tươi và rất là nịnh mắt luôn, chi tiết tốt không có gì phải bàn. Đấy, camera cũng là một điểm rất mạnh của con này, từ góc rộng đến camera chính đến 2x thì nó đều làm rất là ngon. Mình rất thích cái kiểu màu ảnh trên cái chiếc Mi 11 Lite này. Và kể cả là về cái phần camera selfie nữa, thì với cái công nghệ làm đẹp của Xiaomi thì họ thiên hướng tối ưu theo cách một cách rất là thực tế, chứ nó sẽ không ảo đâu như là trên Oppo hay là Vivo. Nên cũng là một điểm mà mình cộng cho cái chiếc máy này, tại vì nó đi đúng với những gì mình cần. Đó, một cái phần mềm selfie mà làm vừa phải. Mình luôn luôn là ưu tiên lựa chọn những chiếc máy Xiaomi để mình selfie, chứ không bao giờ lựa chọn Oppo hay là Vivo gì cả. Selfie nó ảo lắm, nhìn như là một con người khác vậy. Và về phần pin, dung lượng của nó thì tầm chỉ 4200 thôi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Đầu tiên là chúng ta có thể thấy rằng là nó có một cái form thiết kế cực kỳ mỏng nhẹ như thế này, thì rất khó để nó có thể nhồi nhét một viên pin 5000 hoặc là 4500 được. Cái thứ hai thì nó vẫn sẽ có chúng ta là một cái sạc khoảng 33W, nhìn chung là cũng không phải là quá mạnh trong quốc gia này. Vẫn có những chiếc máy tầm khoảng là 7 triệu rưỡi đến 8 triệu là đã 67W hết rồi, nhưng mà nó vẫn đủ chúng ta sử dụng với viên pin có dung lượng là 4000 như thế này. Mình đang sử dụng với cái chiếc Redmi K40, đó, viên pin 4500, công suất sạc là 33W, thì mình dùng mình vẫn thấy rất là ok, không có vấn đề gì cả. Kết hợp lại thì vẫn thấy nó sạc nhanh, bình thường. Cộng với việc là nó có một cái con chip 5 nanomet này, nó cho ra một cái khả năng tối ưu tiết kiệm điện năng tốt hơn, và cục chip này nó không nóng nữa, nên là về cái việc thời gian sử dụng pin thì nó nghĩ vẫn sẽ đáp ứng đủ cho bạn trong vòng khoảng một ngày sử dụng. Tất nhiên là chúng ta sẽ không nhắc đến những cái điều kiện hardcore cho game liên tục các thứ này kia, mà cứ sử dụng giãn ra, lướt Facebook một tí này, rồi xem YouTube một tí đó, cái thứ này kia, rồi là cũng chơi game một tí nữa, nói chung hài hòa tất cả mọi cái nhu cầu lại trong một ngày như thế, thì mình nghĩ nó vẫn sẽ đáp ứng đủ. Không cùng lắm thì một ngày sạc hai lần. Kể cả cái chiếc Redmi K40 của mình kia thì nói chung mình sử dụng thì mình cũng không cố gắng là phải kiểu phải sử dụng đúng một ngày thì mới sạc, mà cứ khi nào hết thì sạc thôi, không để ý đến vấn đề này lắm. Đó. Vậy còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc Mi 11 Lite 5G này? Mình thấy là một số các cái cửa hàng chính hãng bây giờ thì vào cái dịp cuối tháng này, tầm 31 tháng 7, 1 tháng 8 ấy, thì họ sẽ có cái chương trình là tiếp tục giảm thêm 500.000 nữa. Thì các bạn có thể là lên mạng search cái chiếc Mi 11 Lite 5G này và tìm đến những cái địa điểm đó và kiểu đọc cho rõ cái chương trình. Mình thì mình không quảng cáo cho bên nào cả, mình chỉ thấy nó tốt thì mình làm video gửi đến cho các bạn thôi. Đó. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.